Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 5 giờ chiều của ngày 12 tháng 9 năm 2021. Tôi không ngại va chạm, tôi cũng không ngại là đi ngược lại một số cái xu thế của cộng đồng. Bởi vì tôi hiểu và tôi suy tính và tôi có cả những cái căn cứ và cũng cả những cái tôn chỉ để biết thế nào là tốt, là xấu. Đơn cử như là đợt mà liên quan tới báo sạch chẳng hạn, một phong trào dẫn dắt dư luận mà tôi cũng đã bay mất hai cái nick Facebook vì nói chuyện với họ, hay là vụ Đồng Tâm khi tôi nói chuyện, và các bác nào nhớ thì còn có cả vụ mà tôi bảo vệ Jimmer Duy Nguyễn, một YouTuber cũng đã bị những người nghệ sĩ truy sát, và tôi không ngại gì để mà đứng lên nói chuyện về việc này. Tất cả những thứ đó tôi đều mong muốn rằng là xã hội tốt đẹp hơn, đất nước tốt đẹp hơn, và ngay cả drama này cũng thế. Chúng ta không thể bởi vì rằng là sửa một cái sai mà mắc một cái sai lớn hơn. Vì một cái sự minh bạch của cộng đồng là điều rất là đúng đắn. Tuy nhiên chúng ta không thể đẩy cái sự minh bạch đó để mà mượn cớ cái sự minh bạch đó, nhân danh cái sự minh bạch đó để mà chúng ta đi truy sát đầu tố. Bởi vì khi minh bạch rồi thì chúng ta phải hiểu và chúng ta cũng phải ủng hộ sự minh bạch và cố gắng để tất cả các nghệ sĩ và thậm chí ngay cả các nhà sư cũng phải minh bạch những cái khoản tài trợ, nhận tài trợ của mình. Đó là cái điều mà tôi mong muốn về cái sự minh bạch. Nó sẽ áp dụng cho tất cả chứ không áp dụng cho bên nào cả. Ngày hôm nay thì trong một cái diễn biến mà các bác có thể thấy rằng là về drama Siêu Phương Hằng thì tôi nhận thấy rằng là nó có những cái ảnh hưởng xấu ở trên mạng xã hội. Đó, thì các bác có thể thấy rằng là nó có những cái hệ quả như vậy, đấu tố, quy trục, bất chấp lý lẽ, có thể hạ nhục con người khác một cách gọi rằng là không cần chứng cứ. Thì như vậy là cũng không ổn, đặc biệt là quy cho người ta nhiều cái tội mà chưa chắc người ta đã mắc phải. Khi người ta trưng ra những cái chứng cứ ngoại phạm thì lập tức cộng đồng vẫn không thể tin và tiếp tục, họ còn tiếp tục còn đấu và đấu tố cả cơ quan công quyền, cả một hệ thống báo chí, và thậm chí rằng là còn nhiều người nói rằng là không thể tin được pháp luật Việt Nam nếu việc này nữa. Thì các bác rằng là hiểu được rằng là cái sự nguy hại của nó đến đâu và như thế nào. Trong vụ drama ngày lần này thì tôi không biết đây là lần thứ mấy. Các bác nào bảo tôi quay xe hay là các bác nào bảo tôi lươn lẹo thì các bác hãy đọc cái này, nhưng tôi không nhớ rằng đây là tâm thư lần thứ mấy về việc này. Trong Facebook Hà Ly thì vào khoảng 3 giờ chiều thì có một cái thông báo, đó chính là cái thông báo liên quan tới việc mà Siêu Phương Hằng sẽ livestream buổi cuối cùng. Đầu tiên tôi sẽ đọc nguyên văn như thế này, người gọi rằng là tâm thư đó. Tâm thư, các bạn đi đọc tâm thư. Tâm thư: kính gửi tất cả quý vị cộng đồng mạng trong và ngoài nước, Nguyễn Phương Hằng tôi xin được chia sẻ đôi lời. Chuyện đến đây có thể chấm dứt. Dòng dã chiến đấu không ngừng suốt 6 tháng qua, Nguyễn Phương Hằng tôi thực sự là một người phụ nữ đơn độc trên hành trình đi tìm lại, giúp cộng đồng những sự thật và chân lý. Tôi đã hoàn thành tất cả những sứ mạng mà tôi đặt ra trước đó. Kể từ thời điểm này, những người liên quan tới pháp lý thì hãy chờ pháp lý vào cuộc. Nguyễn Phương Hằng tôi cũng có cuộc sống của riêng mình, cũng có những sở thích của riêng mình. Tôi cảm thấy cuộc chiến này tôi trải nghiệm bấy nhiêu là quá đủ, kể cả khi vợ chồng tôi đã hết lòng cho đi tất cả. Chúng tôi vẫn không thể tưởng tượng được những gì mà chúng tôi nhận được lại đầy những toan tính, hẹp hòi và những cuộc tấn công bất chấp. Để bảo vệ cái tâm nguyện của chúng tôi, sự an toàn của gia đình, tôi chọn dừng lại câu chuyện này, cũng như dừng lại mọi hoạt động thiện nguyện của Quỹ Hằng Hiễu từ ngày 31 tháng 12 năm 2021. Chúng tôi cũng ngừng mọi tuyên bố tài trợ toàn bộ lợi nhuận cho Quỹ Mổ Tim đến ngày 20 đến năm 2030. Tôi không hiểu đến ngày 2030 là như thế nào. Chúng tôi chọn dừng câu chuyện này, câu chuyện drama này ở đây và dừng Quỹ Thiện Nguyện. Câu chuyện về lòng tin sẽ là câu chuyện của riêng mỗi người và pháp lý sẽ minh chứng tất cả. Còn riêng tôi tuyên bố dừng lại. Và có thể đêm nay là buổi livestream cuối cùng của tôi, vì sự thật đã quá trần trụi và minh bạch trước công chúng qua những gì tôi làm. Những gì tôi muốn nói, tôi đã nói.
Những gì tôi muốn làm, tôi đã làm. Trong suốt một hành trình không dài cũng không ngắn, tôi đã trải nghiệm quá nhiều và thấm thía rất sâu hai chữ từ thiện. Mọi thứ tôi xin được trả về cho cộng đồng. Tôi xin cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ mình và xin chúc cho tất cả quý vị sẽ luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Nguyễn Phương Hằng. Đây là cái thông báo mới nhất được ở trên Facebook Hà Ly. Và chúng ta có thể thấy rằng là một tuyên bố trong khi mọi thứ đang còn dang dở và còn rất nhiều điều. Ví dụ như ở nhà báo Hà Ly vẫn đang tiếp tục công việc của mình. Và rất nhiều ý kiến bây giờ cũng đang yêu cầu rằng là ngay cả quỹ hàng hữu cũng nên sao kê. Bởi vì các quỹ khác có thể nhận rằng là các quỹ khác không cần phải sao kê. Có nhiều quỹ giống như hàng hữu mà không cần phải sao kê. Vì pháp luật chỉ cần sao kê với cơ quan thuế là đủ. Tuy nhiên ở đây nhiều người cũng nói rằng là nếu như mình đã nói ra thì mình phải làm được. Đó. Mình muốn người khác làm thì mình cũng phải làm gương. Chứ không phải rằng là mình muốn người khác làm mà mình không làm gương được. Rất nhiều những cái ý kiến như vậy. Cộng với cả rằng là khi mà cậu XIT Nhâm Hoàng Khang đã nói là trong ngày 12, 13, trong cái ngày 3 ngày từ kể từ ngày 12 cho đến ngày 15 thì cậu ấy tung ra toàn bộ cái bản sao kê liên quan tới 280 tỷ của quỹ hàng hữu. Thì đột ngột ngay trong đêm qua quỹ hàng hữu lập tức chuyển hướng sang website là khu du lịch Đại Nam. Tôi nhấn mạnh là từ chuyển hướng bởi vì khi mà tôi làm cái clip buổi sáng ấy, thì tôi cũng đã check và thấy rằng là đó là cái sự chuyển chứ không phải rằng là bị hack. Thì bây giờ cả hai website hàng hữu với cả là bên phía của khu du lịch Đại Nam thì đều không thể truy cập được. Chúng ta thấy có những cái điều rất là kỳ lạ. Cách đây mấy chục phút, một tiếng đồng hồ thì chị nói rằng là hôm nay là chị sẽ nhậu với cả anh em một bữa online ở trên mạng này. Tôi thì vẫn tin rằng là mọi chuyện chắc chắn là sẽ chưa kết thúc ở đây đâu. Và sẽ còn có nhiều điều nữa bởi vì cái sự lắng nghe về phía pháp luật và một số người thì tôi tin chắc rằng là câu chuyện drama sẽ vẫn tiếp tục mặc dù chị có lên livestream hay không trên livestream nữa. Đó là cái điều mà các bác có thể nhìn thấy bởi vì cái hệ quả của nó đối với xã hội, cái hệ quả của nó đối với kỷ cương đất nước là hình như đang được mọi người quan tâm rất là sâu sát, đặc biệt là các lãnh đạo phía bên trên. Không thể dùng một cái sai để xóa đi một cái sai khác. Đó. Không thể dùng cộng đồng vấn lại để mà kích động, để mà làm một cái điều gì đó nó kỳ lạ, tấn công những người của mình. Trong vụ drama này tôi thấy rất nhiều người bị lôi vào cuộc một cách không đáng. Nếu như câu chuyện chỉ dừng lại ở phía chị Hằng với các nghệ sĩ và dừng lại đến ở phía sao kê thì rất là ổn. Tuy nhiên trong quá trình đó rất nhiều cuộc đấu tố nổi ra, rất nhiều nhân vật bị lôi vào cuộc và ngay cả chúng tôi cũng vậy. Tại sao lại bị người khác chửi bới, người khác vùi dập, quy là phản động rồi là nọ kia, rồi sẵn sàng hạ nhục người khác bằng YouTuber khác. Những YouTuber kiểu bẩn bật ăn theo như kiểu Long Ngô hay là một số YouTuber như kiểu Bitcoin. Thì các bác có thể thấy điều đó. Họ toàn quyền cho họ cái quyền mạt sát và chửi bới. Trong khi đó, cộng đồng lại ủng hộ cái kiểu như thế. Thì các bác thử tưởng tượng xem, nếu các bác ủng hộ những cái người chửi bới như vậy, mà những ngôn từ thô tục như vậy, thì liệu rằng là xã hội có được cái sự bình yên, cái sự an lành hay không? Làm cái gì người ta cũng, nếu mà những người quản lý thì làm cái gì người ta cũng nhìn được toàn cục, chứ không bao giờ nhìn được cục bộ được. Và người ta thấy cái điều gì tốt cho đất nước, cho xã hội thì người ta sẽ giữ lại. Và những cái gì cảm thấy nguy hại thì người ta sẽ bỏ đi. Tôi nhận thấy rằng trong trận chiến này, cộng đồng, kể cả nhiều người chửi mắng tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn phải nói. Và chắc chắn rằng một khoảng thời gian sau, 2, 3 tháng, 5, 6, 7, 8 tháng sau, mọi người sẽ có một cái nhìn khác hẳn về sự việc. Bởi vì tôi vẫn theo những tôn chỉ của mình, không có bênh ai cả. Cái gì đúng thì tôi bảo vệ, và cái gì sai thì tôi phải nói là nó sai. Không thể nào nói rằng là cái cuộc đấu tố này là đúng được. Không thể nào nói rằng là sẵn sàng bởi vì một cái tốt mà bao che cho một cái gọi là cộng đồng đi trù dập đô tô lẫn nhau, đó, chửi bới lẫn nhau, dọa dẫm lẫn nhau. Đó. Về việc phía nghệ sĩ, chúng ta vẫn tiếp tục
Và tôi cũng vậy, vẫn tiếp tục yêu cầu rằng là bên phía của công viên Thủy Tinh, bên phía của Đàm Vĩnh Hưng, bên phía của những người như Hoài Linh hay là một số người khác phải tiếp tục đi sao kê. Đi sao kê, bởi vì đó là việc đúng đắn thì chúng ta phải ủng hộ. Với những ai sao kê được rồi và chứng minh cái nguồn tiền của mình không phải là 320 tỷ, không phải là những cái gì rồi, thì phải để họ sang bên ngoài. Đó là cái điều đúng đắn mà chúng ta cũng phải làm. Không phải bởi vì chúng ta nghĩ họ có tội mà là có tội. Mà cái ở đây, nếu ai cảm thấy rằng là có chứng cứ hay là căn cứ vững chắc để chứng minh rằng họ có tội, thì hãy gửi đơn đến cơ quan công an để mà cơ quan pháp luật vào cuộc. Ví dụ như là bên chỗ của Phương Ngô cũng đã gửi đến hai người, là bên phía của Thủy Tiên và bên phía của Hoài Linh. Còn nếu như không có hoặc là cảm thấy căn cứ nó không vững chắc thì phải dừng lại. Không phải cho chúng ta cái quyền nói gì thì nói được đâu. Đó. Xã hội trật tự, kỷ cương, bất cứ ai có ảnh hưởng trên mạng xã hội thì đều phải cố gắng lan truyền những điều tốt đẹp cho xã hội. Chứ không phải bằng những cái hành vi chửi bới tục tĩu, bằng những hành vi quy chụp và tấn công cá nhân được. Tấn công cá nhân được, tấn công trẻ em được. Có những điều không thể chấp nhận được ở trong một xã hội văn minh. Và tôi cũng vẫn sẽ làm những cái điều đó đúng đắn. Mặc dù có thể trong đợt tới hoặc trong đợt tới nữa, tôi sẽ còn phải va vấp với rất nhiều người, rất nhiều điều. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành và các bác có thể ra xem bên phía của chị Phương Hằng. Cảm ơn các bác.